Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Mùi khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi mùi bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng quý mão, năm nhâm dần này cho thấy, người tuổi người tuổi mùi đang có được ngủ hành tam hợp thái tuế trợ mệnh nên vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên nguyệt lệnh lâm mộ, khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi. Cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trong núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Tử vi tuổi mùi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình tháng mới nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp công việc trong tháng hầu hết đều tiến triển thuận lợi sở cầu như nguyện làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng tháng này bạn có quý nhân phù trợ những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp không lo đơn thương độc mã các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt lại thêm lối tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp đi đâu làm gì bạn cũng được coi trọng để bạn đảm nhiệm trọng trách các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đầu tư nào đó đây là thời điểm lý tưởng để triển khai vạn sự khởi đầu nan dẫu trong quá trình có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu tuổi mùi cần hết sức kiên nhẫn đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu chớ đứng núi này trong núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có bản mệnh có năng lực chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi. Tử vi tuổi mùi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Tin vui là bán hợp thái tuế sẽ giúp tài vận của người tuổi mùi chuyển biến tích cực có những bước tiến đột phá trong tháng quý mão này. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn. Chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn với những năng lực mà bạn đang thể hiện bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận không làm thì ngược lại thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc lợi cho đường kinh doanh buôn bán đầu tư thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì khá phù hợp có điều may mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm nhé kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi tức các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng tuy nhiên tuổi mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu bạn chủ quan trong tháng nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của tuổi Mùi cần đề cao cảnh giác, đừng bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Tử vi tuổi Mùi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tháng nhận thấy, đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ trong mệnh số của tuổi Mùi. Điều này có lợi nhất là với người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những đối tượng phù hợp nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao có thể hạ thấp một chút cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên đừng quá cưỡng cầu bên cạnh đó nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn khi trái tim đã rung động hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình do dự quá lâu cơ hội sẽ vụt mất trái ngược với người độc thân, các cặp đôi hay vợ chồng lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng. Tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Trong trường hợp này, nếu không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm rất dễ xảy ra, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình dạn nứt. Kiến nghị tuổi mùi làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh tử vi tuổi mùi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sang tháng quý mão, sức khỏe của tuổi mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, do trong tháng có bạch hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ nhắc nhở bản mệnh đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. Cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, công việc tiến triển thuận lợi, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tuất, người tuổi thân. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. Tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa, làm ăn thêm thuận lợi. Quý nhân, người tuổi ngọ, người tuổi tỵ. Tiểu nhân, người tuổi thìn, người tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh. Tuổi kỳ mùi, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết cả chính tài lẫn thứ tài đều khởi sắc đáng mừng. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi hợi. Tiểu nhân, người tuổi Sửu, người tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xám, cam. Tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết tháng có đào hoa nở rộ, lợi cho người độc thân. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Ngọ. Tiểu nhân, người tuổi Tý, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu cà phê, màu nâu. Tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết đề phòng hung tinh gây điểm sát thương tai nạn bất ngờ. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Tỵ. Tiểu nhân, người tuổi Tuất, người tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi mùi, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.